Chào mừng các bạn quay lại với tập 2. Hiện tại mình đang chơi K3 buổi tối. Lấy xem. Mình up clip lên chắc up vào buổi sáng á. Bạn nào coi sớm thì sẽ là bản SD, coi chậm chút xíu thì được bản HD. Sounds like someone's in a bad way. Đi. Đi chiếc xe. Không, không có lướt tên ra. Lên xe thôi. Nó zombie đỏ không luôn. Bị nó cắn một cái là hả? Trúng trúng độc liền. Gì đâu mà xe lên. Seems quiet enough, but that won't last with the play card basically next door. Quá là zombie nó dí mình luôn á. Dừng lại cái là bị zombie nó cắn này. Biết né nữa mày. Well, who the heck is that? Oh, đèn lên. Hey there, I'm Tressy. Thanks for coming. I got chased in here by some Zeds and I didn't feel safe on my own. I need help clearing out some Zeds before I can scavenge. You up for it? Good. That's good. You're in charge. Rồi, làm vụ cho nó. Rút đồ cái đã. Ah, can't complain. À, chờ đến đây. Để rút một số món đã. Rút một số món cái này đi. Khu này không... Ủa? Còn chạy đi, nguy hiểm quá. Quá trời đồ luôn. Xăng này có xăng nên để chạy xe. Thường thường mình có 3 người mình đi hay đi phá mấy cái vũng máu lắm. This could be handy. Để mình phá một vũng máu đi. Tại mình có 3 người mà. Phá vũng máu được. Đi 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 phá vũng máu. Cửa xe lại. Ngó cái gì mà ngó. Vũng máu đâu. Vũng máu đây nè. Mà bệnh phá nó. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Lên xe, lên xe. Mày không lên, tao bỏ mày luôn.
lắm. Giết nó. Have a care. I spy a freak. Đợi chút để nổ xong nữa. Rồi giờ làm ghi cái tên này. Khí động. Thẳng qua là tới khu ấy rồi. Anh làm cái mũi tên cũng lâu rồi. Rồi hết đó. Đi 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 đi. Ê quên tắt gì cây. Thôi được rồi. Lên xe. Qua phá cái cục máu đó luôn. Giờ đâu đang là buổi sáng phá được, lại lát buổi tối phá đầu tiên đó. Ở tập 1 mình phá thử đó, phá thất bại đó. Đây không có vậy. Could you wait a second? Phew, it sure stinks in here. There's gotta be a better way to kill this thing. I'm almost out of fight. Chúng độc rồi, à, mẹ. Biết chúng độc rồi. Quýnh cái này là phải chúng độc thôi. Nó tỏa khí ra là chạy được. Giết được rồi, giết được rồi, giết được rồi. Giết được rồi, giết được rồi. Nice to open up some plague-free territory. I can't carry that much. À, dục đồ. Không phải con này. Yes. À, hàng trên. Túi. Dục hết đồ cho nó. Rồi, ok. Dục thêm cái túi dầu. Quay lại cái xác rồi. Bốn chữ quỳ. Đó. Rồi, đi thôi. Đi. Đi làm vụ. Diệt được cái quỷ đó rồi. Có ba người đi diệt con ngon lắm. Gần có không diệt thêm cái nữa luôn. Có nè, diệt thêm cái nữa luôn. Chưa tới chưa? Đang dạ tới. Gì vậy? Gì bắn vậy? How about you let me catch up?
Má ra đâu tiêm mày? Bom lửa hả? Đi. Và giết cái nhóm zombie này trước. Mục tiêu rồi. Nó đang tới, đây nè. Ngon nè. Giết cái nhóm zombie này trước. Bắt hụt. Chết đi. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đâu? Má con nhỏ này nó hồi Tashima chậm đi rùa luôn á. Đâu nè? Đâu vậy? Ở đâu vậy? Có tôi không thấy được, không thấy mẹ hết á. Má ban đêm à. Rồi vô lại, vô nhà đi. Ở đâu vậy? Rồi vô. Đi. Đây rồi. This could be slow going. Together. Ê, chạy, nó nổ, chạy. Má gặp ngay con này nữa, con này bị quên mẹ rồi. Chết là một đứa rồi. Ôi chết rồi. Lấy xe được không? Ôi làm lại luôn. Ôi. Tham quýt một cái là được rồi. Tham lam. Lên lại, chạy lại đi. Lấy xeo lại. Được không? Nó có xeo không? Nhỏ nó chết rồi. À, chơi dở quá. Để xem. Ôi chết rồi nè.
Ừ. Ta tạt ra đây, tạt ra đi. À, chết nhỏ ấy rồi, ghét lắm này. Biết chơi rồi, biết chơi rồi, giờ biết chơi rồi. À, còn hai nhỏ con gái sao đánh. Menu. Ai, để xem lại. Ẩu quá ẩu. Hàng một. Cái man này xóa đi. Xóa là ít. Này xóa đi. Kiếp. Map đầu tiên luôn. Đồng ý. Độ khó ở giữa. Đồng ý. Vì mới chơi được khoảng 15 phút chết rồi. À, cay nghiệt. Kiếm fishing là được rồi. Chịu khó nhấp xíu. Ôi phải là quá trời luôn. Hai khuôn marathon nữa. Ý trời ơi, tôi ngưng lấy con 150 máu đấy, dễ dễ đi đi sự sự kiện hơn, dễ đi quét hơn. Ẩu quá, lâu lâu mới có được con 150 máu như vậy, con nào cũng được 150 máu đâu. Cẩn thận lại, nhắc cẩn thận lại nè, nó nè 150 máu. Đi đi là dễ luôn á, hồi nãy có 50 máu, hồi nãy con 100 máu à. Mà nó còn bị thương nữa. Rồi, hai con này là hai con fishing để câu cá là xong. Fishing, fishing. Fishing. Nhắc một hồi. Nhiều lúc mình nhấp cái ra liền, nhiều lúc nhấp lắp nhấp hoài không ra là không ra. Trăm năm trăm á nè, hình như cái hai 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 là cộng thêm cho mình cái máu nè. Biết trình đâu. Ủa, tái chế hả? Receding nè, tái chế. Không khó đi, cần cần thức ăn ngon hơn chứ. Rồi không không ra kiếp nữa luôn. Các bạn coi nhấn tới tới á, cái khúc này họ không cần coi đâu. Nhấp 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 nhấp
mệt mỏi luôn. Ở 153. Đâu giữ ta. Ờ rồi. Cũng được chứ bộ. 140 máu. Mặt ngầu quá. Ờ 150 mới lấy. Viết ơi, viết đâu rồi? Thôi. Phải lập hơi bị nhiều á. Nè, fishing nè. Mệt mỏi luôn. Fishing nhiều lúc nhấp cái ra liền, nhiều lúc nhấp hả? Khoảng 5 phút không ra là không ra. Đó, ra liền hết chưa? Rồi, vô, con này là con chủ. Con chủ là để trống một skill nè. Ok. Khỏi coi, skip đi. Nhớ cách đi rồi. Ô zombie hả? Zombie cứ mà cứ như người vậy. So I'll do what I came here for. I heard some Z's moaning back there. Yeah, this'll work. Let's claim this shit pile and move in pronto. Not a bad idea. Biết chơi rồi, giờ chơi nhanh lắm, chỉ ảo một cái qua lại. Our first priority has to be gathering materials. We'll need them to improve this place. We need to scout around a bit. Đi kiếm gặp. Một đứa đi theo mình, thằng trai đi. Volumi. Come on, we got some shit needs doing. You're right point. I'll follow. Hai xe luôn. Ồ. À là xe khác. Hồi bữa xe khác, giờ xe khác. Có đạn á nè. Xe này bị hư rồi. Bị hư hơi à. Hoặc không có xăng. Còn xe này. Ồ. Cứ để đây đi. Đi lút tài nguyên đó. Không mà trả lại cái trạm xăng á. Lấy em xăng. Fuck it, empty. Shit, hardly worth the effort. Có súng à? Giết nó trước. Nó nhiều, bị nó cắn được. Hay. Chậm thôi, nhanh bị không. Things are looking good so far. Mình nhấn ship á là làm nhanh hơn á, sẽ bị báo động. I didn't want to rush it, but I'm done now.
Đó, có xăng rồi. Bình xăng phải có xăng chứ, thấy chưa? Bình xăng màu đỏ nè. Phải có xăng chứ. Hợp lý, hợp lý. Thôi, đi. Về trả cái này xe cái nhà là sao không vô. Gì vậy? Dí hả? Hay là con này yếu quá. Shit, I'm beat. À, bơm xăng trên đó. Đây là bự nè. Lấy đồ của xe kia bỏ vô. Bỏ vô trước đây. Đó. Công nhận xe này quýnh nó dễ ngã thiệt chứ. Đi 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 đi. Lái xe là về căn cứ. Time to get building. Either a workshop or an infirmary would be a good place to start. Ở trên. Trắng. Ở trên. Trắng. Rồi. À, đây cái nhà mới. Nhớ mà. Để đại cả nhà y tế cứu. Nhớ mà qua thì lụm súng. We need help over here, so I'm putting out a call for volunteers. Interested? Don't get antsy, I'm coming to you. Thanks. Nhiệm vụ mới nè. À đây, nhớ rồi, nhớ nhiệm vụ rồi. Lụm đồ cái đã. Ôi chết rồi hả? Just what the doctor ordered. Ôi đụng được đạn. Đó, súng nè. Cho thằng bò nó cầm súng đi, mình cầm súng quân được rồi. Tháo súng ra. Từ từ. Hình như mỗi xăng ở đây nè. Xăng hay y tế ở đây nè. Làm vụ cái nè. Thể lực ít quá. Chạy miếng hết thể lực rồi. Ở vô kiếm cái đồ sửa xe nè. Xe nó muốn bể rồi. Way too loud. Cuốn ở đây. Ôi không có đồ sửa xe nhá. Mình mới chơi là mình không có đồ sửa xe. Đi thôi. Giờ xe đùng tông bể là bể luôn á. Mà xe bốc khói cũng bể luôn rồi. Tastes like blood. There's gotta be a plague heart around.
Probably lots of plague zombs, too. Gotta stay frosty. Plague zombs all over the place. What's up? The safest way to collect samples is by killing plague zombies. Trúng độc luôn anh. Vãi. Those things basically infect their whole environment. It's not a pretty sight. Or you could just destroy the plague heart itself to get a bunch of samples. That's more dangerous. You'd better gear up before starting this. Could get messy. Helping out like this is a good way to make friends. Let's hope this pays off. We could use allies out here. Chúng độc liền luôn. Cái seems clear for now. But with a plague heart around, that won't last. Kiếm hai quả tim máu. Với mấy con màu đỏ đỏ là được. Chúng độc. Thử hỏi coi mày có bán gì không, mua nó. Let me make you an offer. Yeah, that sounds about right. Mày có sửa sửa xe nè. Mua. Tại sửa xe. Gì vậy? Lên. Chạy qua đây trước. Quýnh à. Cái con zombie này yếu xèo à. Tại con màu đỏ thôi, màu đỏ nó vừa nhanh mà nó còn kháng độc nữa. Hết chưa? Yeah, nothing more to see here. Vô. Nhiệm vụ ở đâu? Ở đây không? Ủa mình sửa rồi mà sao nó xe nó vẫn còn hư dữ quá ta. Sửa đầu đó chứ. Nó cán ngay cái con quỷ bụt vệ luôn. Trúng độc luôn mà bị thương luôn rồi. Nhưng mà hai đứa bị thương luôn rồi. Bị thương nè. Nằm ngủ giữa đường vậy đó. Là không thấy là cán rồi. Cái nữa. Sao lụm? Sao lụm đây? Đó, nó đờn nhạc tinh. Shit, hardly worth the effort. Okay, time to get her done. Gì vậy? Cục máu luôn hả? Thôi, nghỉ khỏe đi. Mình mới bắt đầu game mà nó bắt được quýt cục máu luôn. Đánh luôn mày. Nó mới bắt đầu game mà quýt cục máu rồi. Lùm đồ trước đi,
lụm kiếm thêm máu này nọ đó. That's a lot of crap to haul around. Thì ghê quá. Rồi, vô. Thằng ngán mẹ. I'm gonna be at this all day. Đấy là kìa. Vô đây. Mày vô đây. Biết chơi hơn bữa trước cả nhà. Không bể luôn. Quá bể rồi, bể rồi, bể rồi. Ngon. Đưa đồ cho nó giữ. How am I supposed to carry that? À, đút đồ. You want something? All this weight is gonna slow me down. Oh. It's done to a T. Súng luôn. That's great. Cầm đồ chứ. Đưa ra cái súng thúng này ngon hơn nè, súng xịn nè, súng 50 viên nè. E. You want something? Hàng một. Chết mẹ, hết. Hết slot rồi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Con này gì đây? Dùng thêm. Con này. Nhanh luôn. Where am I gonna fit that? Cái này hả? Vô xe cấp. Vô xe cấp, vô xe cấp. And I'm out of gas. Cắt, cắt cái túi. À. Đi, 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 đi. Rút đồ tiếp. À. Mình còn thời gian là cứ lút thêm ngôi nhà đó đi. Và trảm vụ sao? More dead fuckers here. Con quái nó nghe nghe tiếng động rồi. Nó sắp vô rồi. Hay lắm bồ. Be using this soon. That's a lot of crap to haul around. Lead high. Okay, đi 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 lên xe đi đi đi. Bay qua. Biết chơi nó dễ hơn lần đầu ha, lần đầu chơi khó quá. Lần đầu mình chưa biết chơi. Mình đưa nó 2 cái. Mình giữ lại 6 cái. With these plague samples, I can make something that'll cure blood plague if one of us gets infected.
We're happy to share the recipe if you need it. Trà dè đó. Gracias, amigo. Trà dè đó. Bán. Bán này đi. Bye now. Bom, bọc khói, bán luôn. Cái này tác dụng gì vậy? Mà để dành, không biết để dành đi. Rồi, đi thôi, xong rồi. Đi về ngủ. Hey, I've got another thing to keep you busy. We gotta get some more materials if we want to keep improving this place. Sure thing. Cái súng này cho thằng kia xài đi, cho thằng nhỏ con gái. Tê. Chết mẹ, nhấp lộn rồi. Kệ nó lắc đó. That's a lot of racket. This place is running low on fuel, man. We gotta fill her up. Đưa hết đồ đây. À. You want something? Đưa mày cái súng nè. Ủa? Nhỏ kia đâu? Đưa nó súng luôn. Nhỏ kia đâu rồi? Đang ngủ hay đâu rồi? Ủa, không đi rồi ta. Theo anh ta. Nhỏ kia đâu? Không thấy luôn. Mất tiêu nó kia rồi. Chắc đang ngủ. Here's some shit I found out there. Some of it might be useful. Ủa, nghe thấy nó chuyện à, đang ngủ kế bên à. Hey, you're not dead. Ủa, cho nó cái súng. Lấy cái súng ra đã, vừa lấy cái súng kho ra nữa. Súng. Ừ? Thằng này nó giữ hả? What's up? Lấy ra. Hey. Cho bạn cái súng nè bạn. Xài đi. Đó. Cho thêm cái túi 8 nữa. Tất cả túi 8. Hey you. Rồi, tấn. Tấn. Tuyệt vời, ok hết rồi. I think we need to elect a leader. Thằng này cho nó đi ngủ đi trước đọc à. Ngủ. Đọc nè. Vô. Rồi. Lấy nhỏ này. T control. Hey Rockstar, wait for these arms today? I feel like shit. I wanna find me a sick bed. Rồi. Lấy cái pháo xăng chứ. Dao hả? Cái ghế còng vậy. You ever have a bike growing up? Man, when I was a kid, riding out on the street was the best. Vui vẻ, được. Our fuel tanks are getting close to empty. Đi thôi. Damn, too loud. Đổ xăng. Ở đây không có đổ xăng. So, like I was saying, man, when I was a kid, riding out on the street was the best. Not a care in the world. À, nước đầu thôi. Y tế nè. Hướng nào ta? Được rồi, biết được rồi.
Giết nó. Dear God, I'm tired. Không. Một hit này. This place has outpost written all over it. Ốc đường vô luôn hả? Ốc đường vô luôn. Không. Đây có đường vô rồi. Chiếm chiếm nhà luôn. Consider this outpost done. And if we want, we could spend some time and make it even better. Mình kiếm nó để mỗi ngày nó cộng cho mình thêm thuốc. Xong rồi, gần đầu xong rồi. Open. Open. Ồ, còn cái bên là gì? Cái bên là gì? À, on home map, đi về nhà. Có up cấp 2 đó nè. Thử coi, đã up cấp 2 thử coi. Giờ đi về tiếp đó. Rút đồ tiếp. Một đống đồ này luôn. Đồ đi trước đi. Chạy bộ được rồi, 100m nhiêu. Vô. Now take its head off. Thể lực chạp yếu quá. Đọc gì vậy? I wanted to let you know we've had a couple more communities settle down here in Trumbull Valley. They seem like good folks. Phụ nó coi, đúng không? Thanks, Ray. It's nice to hear that people are coming back to the valley. Take care of yourself, all right? I count on you to keep an eye on Trumbull for me. Yes, ma'am. Kế bệnh con cái nè, lập cái liều kế bên luôn rồi về về chiếc xe. Có nhiệm vụ kìa. À không nhỉ. Về xe, về chiếc xe thôi. Xe ở đâu? Ở đây. Nè con này con tướng chủ nè, 150 máu nè. Đi rút đồ tiếp. Sớm. Có tiếng quái, có tiếng quái này nè. Đó. Vô. Ừ, đó, có tiếng nữa nè. Đó, đi tới nè. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. This might be useful. What's up?
Hết rồi, hết nghe tiếng quái rồi. Ý trời, nhưng buông ra chi vậy? Bỏ vô cốp xe hết luôn. Hello Trumbo Valley, this is Tracy Winter, speaking to you from downtown Marshall. Most of you don't know me yet, but if things go well, you will soon. I'm working on a little project that's gonna help this valley thrive again, like it used to. For now, just stay strong and be good to each other. We're all in this together, after all. Hết đó, hết nghe tiếng động rồi đó. Game này thời gian phần lớn là mình loot đồ mà, chứ cũng khoảng 50% nữa là thời gian là để loot đồ, 50% làm nhiệm vụ. That's terrific. Có nhiệm vụ mới gì á? Đi lượm đồ xong cái bật lên, bật map lên. M bật map lên. Chưa có nhiệm vụ mới. Chắc qua ngày mới có nhiệm vụ mới. Hình như mình mới làm được cái quét hay gì á, nó hiện cái chấm chấm cảm cái súng á luôn. Có đâu, hay là nhỏ này xài súng này à? Súng cool mà súng ria nó mới ghê chứ. Cool ria. Looks like nobody else is home. Có thua vậy. That's a lot of stuff. Quên rồi, gửi hàng xe đỡ. Hàng 1 qua đây. Rồi. Ở ngoài. Think I've searched everywhere I can. Tiếp tục. Rút xong rồi. We're all clear. Hopefully we're starting a trend. Ồ, yêu quá, yêu quá. There's a group of arms dealers nearby. Rồi, nhiệm vụ. The collection is huge, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới. Maybe we should check it out. Good idea. Thằng bò lo được. Bò lo được. Rồi, còn ngôi nhà nữa. Oh, ngon. Đồ mình càng nhiều mình chạy càng chậm nha. Đồ nè, sức nặng nè. Nó tới màu đỏ là mình chạy chậm á. Xong, đi rồi. Nói chuyện ai đây? À, về nhà.
Lên xe. Xe này ngon hơn cái xe lúc mới bắt đầu game của mình. Xe này nó được 6 ô rồi. Xe mà xe cũ của mình mới vô được có 4 ô. Ủa hình như chạy lố. Tối quá chạy lố. Không đúng rồi. Quẹo qua đúng rồi. Chưa thành hero. Nó chưa được điểm thành hero. Muốn có điểm hero á, cho nó làm nhiệm vụ hoặc là cho nó cống hiến mấy ngày nè. Đó. Nó cộng điểm hero của thằng này lên. Nó lên được miếng hay chưa? Mình bỏ cái túi vô nữa lên miếng nữa. Well, that was noisy. You know what? I really fucking love it here. You want something? Now that's heavy. Ê, lố rồi. Đây mới kho chứa vậy đi, úp nhà lên. Ở cái outside của mình đâu, outside nè, úp luôn. Thiếu điểm hả? Rồi. Ok. Mua hộp đồ hỗ trợ 1.000. Mua xe 1.000. Gọi người đến buôn bán miễn phí. Hoặc hỏi không gì ngon hết. Vô. Cái này nè. Good luck. Nhiệm vụ tiếp. À trên, đi lấy weapon nè. Vũ khí. Được đi lấy vũ khí. Well, that was noisy. Đủ xăng không? Đủ. Xăng còn nhiều. Từ. Chạy nhanh dữ vậy. Lúc đồ. Nghe tiếng zombie. Damn deadheads are everywhere. Giỡn mặt. Can't everywhere be this quiet. Còn zombie nữa. Có nghe tiếng không? Wow. Hi, this is Lily Ritter, reaching out to all the new additions to our Trumbull family. Nó vô kìa, giết nó. I lived in Trumbull. So, as long as I'm around, that valley will always have someone there to watch out for you. And that someone is my good friend, Raymundo Santos. If you need help, Ray is the guy to see. Down there, Lily. I'm no miracle worker. Don't be modest, Ray. I can't imagine a Trumbull Valley without you there keeping watch. Oh. Tăng này lên ngon nè. Rồi. Lập tiếp. Bảy xăng. Ngon, một đống xăng luôn. Bao động. Now that's heavy. Có bò sợ, bò biết hết. Oh, this again. Fabulous. Chiếc mỏ xăng rồi luôn. That's one more outpost ready to go. And if we want, we could spend some time and make it even better. Rồi, xong. Ừ. Nhả đồ vô. Lấy đồ nhả vô luôn.
That's a lot of stuff. Ủa, có nâng cấp, cái bên anh có nâng cấp hả? Ủa, có nâng cấp nữa nè. Ồ, cái bản cập nhật mới này hay quá ta, có nâng cấp outside nữa. Không bị lầm hết, ra thôi. Vô đây. Đi. Học không có được, không có được. Gì mà đông dữ vậy? Dữ bớt số đi. Biết chơi nó dễ hơn rồi, đỡ sợ hơn rồi. Chứ tập 1 mới vừa chơi cái trời ơi, đau tim nhói tim luôn. Còn hồi nãy hả, bị giết nữa chứ. We'd be crazy to pass up the chance to make that place an outpost. I see we have our neighbors. Think we can trust them? Hết chưa? Đây. That's enough looking around for now. Rồi. Đi rút đồ tiếp. Cái nhà kế bên nè, rút xong rồi đi làm vụ luôn. Clear to me. Do you mind waiting a sec? nó vô. What's up? Làm đồ bên kia nữa là xong. Damn, too loud. Look. Still more nothing. Rồi, đi. Đi làm quét thôi. Xe đâu? I need a break. Rồi, xong. Cái quét. Má đụng. Xe này đụng quá hay có cảm giác cứng hơn á. Xe kia đụng mấy cái bể mẹ. Ê, lộn được, không được. Thì nó bốc khói à, nó muốn hư rồi nè. God, I am so sick of plague zombies. Great. Just Parker. This gonna be a problem.
be watching you, okay? Tới rồi, dừng lại. Xuống xe. Come on. Quá trời luôn. Rồi, nó không nghe, nó không thấy. Bỏ qua. Đi bộ qua. Chạy ra đó nghe. Chạy ra nghe tiếng chân á. That was noisy. Đâu rồi? Ủa, không có ai ở đây vậy? Plague zombie. Đây nè. Mà giết cái zombie đi. Giết zombie, tao đi loot loot đồ trước coi. Ủa, không có đồ loot luôn hả? Yep, I'm still the best. Đây, đồ loot. Nói chuyện. Parting is such sweet sorrow. No, I'm putting my foot down. Không chưa? Ủa, nói chuyện gì nè. Ok không? Are you kidding me? Yeah, hello. Try yeah, chứ nó. Let's make a deal. Of course. Ôi súng hả? 3,000. Súng gì vậy? 5,000 chứ. Rồi đạn mua đạn đi. Hay đạn cứ mua đi. Ủa có 30 viên à, mắc quá. Mắc quá, mua không nổi. Rồi, đi nha mấy bạn. Làm vụ. Hết nhiệm vụ rồi. Lút đồ. Hết nhiệm vụ thì lút đồ thôi. Okay. No Zed's around, but we can't secure the place with a plague heart close by. This could be a big help to us. Qua lượt đạn kìa. Cái tháp canh thường hay có đạn lắm. I'm gonna need a lighter load soon. Fuck me, here comes my fan club. Quay tới, chạy. Let's make this quick. Hey there, business partner. Sure, bán được có 6 đồng, họ bán chi? Bán hay được hả? Ủa, hai này tác dụng gì đó? Thức ăn hả? Ăn. Rồi đi. Vô cái tháp lụm đàn. Hai cái tháp luôn. I need a breather. Thằng kia bị nhiễm độc rồi. Want something? Nè, bị nhiễm rồi nè. Đi về cho nó chữa trị thôi. Một tháp. Một tháp bên đây. We know they don't like us yet. Don't make it worse. Bị thương rồi, nhỏ bị thương rồi. Looks pretty empty to me. Bấm tiếp, còn còn ô nhiều lắm. Someone just got lost. You think you could find him for us? Quân nhân.
Đó, nó đang vô, nó đang vô đó, thằng bộ đang thuộc thủ thế đó, giết đó. Vô nữa kìa. Giết nó. Giết nó đi. Rồi đi thôi, cái thằng nó trúng độc nặng lắm rồi, 61% luôn rồi, nó sắp chết đến nơi. Xe đâu, xe đâu, xe 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 đây, có gì bán không? Không, thằng nó trúng độc nặng lắm rồi. Về 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 gấp, về gấp. Y tế này, úp, chưa được nữa. Về. Ủa, nhiệm vụ gì nữa? À, ở nhà. Về nhà trước đã. Dí bằng tin nè. Về sửa xe, bơm xăng. Feral lurking nearby. Ê đụng. Ê cậu gái. Ủa đường nào vậy, đi đường nào giờ? Cậu gãi rồi. Ủa đi tới có đường quẹo là sao ta? Ý, đi ta. Xe bể nữa chứ. À, lấy xe kia chạy. Hơn là còn chiếc xe ở đây nữa đó. À, đâu rồi? Nè.
sắp trúng độc rồi, còn miếng trúng độc rồi. I need a break. Hết đạn xuống rồi luôn. Về 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 gấp. Cần về gấp. Bây giờ chạy lên đây nè. Lên xe. Lên xe. Khỏi lên kìa. Đợi mình lên. Chưa có quen được. Chấm lần một chấm đi. Rồi hướng nào nữa. Rồi, ok. Mình nhỏ chưa quen đường gì hết. Tới nhà rồi. Ý lố lố lố. Ủa, xe nào nhiều nhiều chứa hơn xe kia nữa. Just remember, everyone fights, no one quits. Fly run, check. What else you got? Hai đạn, hai đạn. Mười lăm giây nữa. Bắn lệnh viên rồi. Leo lên, leo lên nóc. Leo nóc đứng. Kia hàng kia tới chưa? Đang chạy về. Dao bị hư rồi. Nhức nó. Ngủ. Nữa nè. Xong vụ. Để chữa cái này. Chữa sao ta? Nút X là xóa, nút R, nút F, nút to, nút chan. Thì bay nè, đúng không? Nút C. Đó, chữa nè. Chữa mất 43 điểm, ho ho, nghỉ khỏe. Thà tao bán mày luôn chứ. Đi rã nó đi, X rã nó. Đó. Vũ khí. Nó này ok. Cho nó đi ngồi. Lấy thằng này đi. Cắt. Tê. Đó. Rồi con nhỏ này cho nó đi vô bệnh viện. Time to get some beauty rest. Or even just rest. I'm not. Rồi chế một cái liều thuốc cho thằng kia nó. Chế liều thuốc. Rồi, lấy ra. Cho thằng kia. Well,
Somebody better refill their prescriptions. We need more meds. Nghe điều khiển. You're the boss. Ok hết rồi. Lấy thuốc ra. Rồi quy uống. Rồi. Thằng này cũng y chang luôn. Cho nó nằm ở nhà luôn. Thằng này nó mệt lắm rồi. What do you want? After you. Ở nhà đi bạn. Hasta la vista. Rồi, ngó lương thực thực phẩm mình coi. Mỗi ngày cộng 1 lương thực. Mỗi ngày trừ 1 thuốc. Mỗi ngày cộng 1 dầu. Bây giờ mình cần phải lấy thêm một một thuốc nữa. Với mình lấy thêm một một người mới nữa. Rồi rồi, đi thôi. Có nhà giúp không? Cộng 10 máu cho phòng tập gym. Nó nè. À. À, đi thôi. Nhiệm vụ. How about we get off our asses and do something about all these play cards? Quên sửa xe nữa. Sửa xe một cái bình xăng. That's a lot of racket. Ủa? Ê. Quên. Nó xài xe kia. Ok. Bơm xăng thằng này. Alexis told me she was trying to reach you about some problem with one of our communities in Trumbull. Is everything okay? Đem theo một cái sửa xe đi. Yeah, I'm taking care of it. Alright then. You let me know if you need any help. I have a feeling we weren't supposed to pick up that conversation. Ôi bể hết hết cái bóng bóng đèn rồi. Hey there. Take a load off. Good. This won't be simple. I hope you're up for a challenge. Ở đây hả? Ôi kế bên nhà mình luôn. Đi. Ủa có mình đi hả? Hello, bạn Hiền. Hello? Hello? Okay. Am I glad to see you? Lead on. Giết mình trước đi. Đường không ta? Sai đường à, sai đường à. Yay, a screamer.
từ trám dữ sao. Better than nothing. Đấy. Đi thân đó. Bingo. Đó. Rồi băng đạn nữa, đựng băng đạn bên đây nữa là xong. Rồi trả con nhỏ về. Lợi dụng nó xíu chứ. Lợi dụng quân phụ mình xíu. Lợi dụng nhỏ này. Ê, đây. I hear lots of people badmouthing đây the này, army, đây này. Calling them cowards. The army I know, the soldiers I served with, cái they would never just leave people behind. But until we understand what really happened, know that Red Talon is here for you. Ủa, chúng nhắm chút giật băng đạn nữa kìa. Để trả về chiếc xe đó. Sáng rồi, tắt đèn thôi. Đi thôi, đi thôi. Trả mày về nhiệm vụ. Anh chạy cũng chậm nữa. You want to try running this place without any fuel? I sure as hell don't. Chưa có bán. Đang làm nhiệm vụ chưa bán được. I see some undead. Cắn hụt. Bet you thought you'd never see this dump again. Có buồn bán không? So much. Buôn bán. No biggie. Buôn bán nè, buôn bán nè. Ôi. Hey, nice to see you. Come on in, hang out. Glad to see you're still in one piece.
computer, máu 100. Đấy, tiếp tục. Máu 240. Nghề nghiệp xây trồng trọt. Cũng ngon đấy. Máu 100. Lấy hàng trồng trọt đấy. Trồng trọt nè. Trồng trọt. Theo tao. Those jerks don't deserve you. Hang with us instead. Khỏi đi. Lấy cái nó mất cái này luôn. Mất bạn bè. Lấy cái nó nhóm nó còn có hai người á, nó sẽ bị mất cái nhóm đó. Giết con này cái gì vậy? Về đã rồi. You the fuck up. Nó vừa ra làng lên cái âm thanh nó bể cái kiếm. Mình thiếu đạn nè, gạch quá trời rồi, có gạch. Way too loud. Okay. Okay. Hết xăng luôn, không có xăng luôn. Ê, đi ra. Kiếm một cái xăng, kiếm một mẫu xăng mới được hết xăng rồi. Xăng hay thuốc ta? Thuốc. À. Cái đồ này gửi qua chiếc xe này. Mình dùng ngoài đường là có thể mình lên lấy xe qua là nó sẽ bị mất á. Mình gửi cho cấp xe là nó sẽ không bị mất. Đó. Úp xăng lên. Úp thuốc đi. Thuốc đi. Úp lên. À. Hai đứa này còn đang bị thương. Ray, I just heard that one of the groups we were supporting in Trumbull left the valley. It sounds like they're pretty angry with us. Sound. Ray, are you there? Pick up. We need to talk. Raimundo Santos, you'd better not be ducking my call. I'm sure glad I'm not the one she's yelling at. Vụ mới gì? Chưa có vụ mà. Not possible. Cấp 2 đó. Nó cộng không? 20 đích mỗi ngày luôn kìa. Đó. Có tiền up thêm xăng nữa. Giờ lấy con nhỏ nào đây đây. Nhỏ này đang bị bệnh không được. Lấy cái thằng Genshio đi chung. Đi loot đồ. Ở đâu rồi? Nhỏ này không phải. Ngủ ở đâu mất tiêu rồi. Đây. Hey there. Đi với tao nè bạn. Yo, got a job for you. Lead on. Đi lút đồ. Way too loud. Hay là quýnh zombie ta. Thôi quýnh cái zombie đi rồi học. Ban ngày để quýnh zombie được nè. Quýnh ban đêm đầu tiên thấy mẹ, quýnh ban ngày dễ chơi hơn. Đi. Bỏ 100 vàng ra thuê nó quýnh chung. Thằng này đi. How's it hanging? Thuê, ủa không có cho thuê á.
See you around. Nhỏ này. Hey stranger. Ôi không, không được rồi. Đi luôn. Thường thường mình nhận nhiệm vụ ba người á, có nghĩa là vận chuyển một người của team khác á, mình mới đi săn boss. Giờ đi săn boss luôn, đập đập cái dũng máu luôn. Ba người mình đập thì nó thắng dễ hơn, hai người đập thì nó khó hơn chút. Đi ban ngày cho đỡ đầu tiên. I wonder if I'll ever get used to the smell around a plague heart. Tới bãi của nó rồi. Can y'all spare a few? We got issues here. 200 mét nữa. Thẳng tới chạy qua. Ôi thẳng vừa. Ê, có người cần phải cứu không? À, lại là bắt nó xong rồi kêu nó đi quýnh zombie chúng mình. Quá hay, tuyệt vời. For now, but with a plague heart around, that won't last. Welcome. Make yourself. Way too loud. Some dummy wandered off. Smart choice. The kid went to check out the old Savini place. He was hoping the former residents might have left some useful stuff behind. It's just something that needs doing. So let's get it over with. Gì vậy? Ô, thằng này bị nhiễm luôn. Ôi phải. Bị cắn nhiễm luôn. Ok, lát cũng đi quýt bị nhiễm à. Một lát này quýt zombie boss cũng bị nhiễm à. Ok, giờ cho nhiễm trước đi. Xuống xe. Gì đông vậy? Anybody here? Oh man, thank God. I thought I was gonna die out here. Thank you so much. Hey, you should look through this place before we leave. You're yeah, my bad. Let me know when you're ready to head out. Yo, Pharaoh on the loose here. Why don't we get the fuck out of here? Hey,
xong. You've done it now, you clumsy fuck. Chạy ra khỏi ngôi nhà này đi. Kinh đá thêm máu đi. Rồi, đi 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 đi. Đi quấn zombie. Lên xe. Sống kìa. Chui vô đập đó. If it ain't the heat, it's the humidity. This ain't working for shit. Chết rồi. Đi chết rồi. Ủa tao. Đi đông quá vậy. That was my last shot. Chết mẹ, chết mẹ. Lên, chạy. Bỏ kia đi, chạy. Mình chết mẹ cái thằng bạn mình rồi. Đâm đồ quá đó. Uống máu. Hết máu rồi. Máu. Thằng bò chết rồi. You done it now, you clumsy fuck. Kiếm bịch máu là cũng khó quá vậy ta. It's a lot of crap to haul around. Rồi.
soon. Guess we're walking now. Ghê đau cho phụ tay. Vô quýnh tiếp, quýnh lần nữa. Lần này là mày chắc là con. Nhanh lên, nhanh lên. Đọc. Fucking plague zombies must think they own this town. Nát con bò luôn rồi. Và lùm. Nó chết thằng bò luôn. Where am I gonna fit that? Nó xác bò kìa. Cất. Lát rửa xe lại rồi lấy cái xác bò ra. Down to my last one. Sửa xe. À, chết thằng bò rồi, ok hả? Chơi luôn, không có lấy xe ở đâu, chơi luôn á. Rồi. Ủa, đại đao hả? Đá bò mình chết. I'll get you home. Home sweet home. I can't express how thankful I am. Didn't I tell you to be careful? Just because folks used to live there don't make it safe. Yo. Oh, come on. Don't embarrass me in front of my new best friend. Get over here, would you? Yeah, I'm not. Here's a little something to show that I appreciate. Chúng tôi rất là hoan nghênh. I won't forget this. Don't do nothing I wouldn't do. Catch you later. Any chance somebody friendly out there could give me a hand? Okay, let's do this. All righty. Rồi, ok. Xong vụ chưa? Rồi, xong vụ rồi. Hey there, stranger. Nè. Kill mỏ đó nè.
bắt con đứa này chứ mỗi đứa khác. Computer thôi khỏi đi. Nói này. Ô, oh, còn nguyên luôn, còn trinh luôn. Thằng này. Rồi, lấy nhỏ này đi. Hey, good looking. Mất 700 điểm, ok, chiếu máu luôn. Those jerks don't deserve you. Chiếu máu nó sẽ mất cái băng nhóm này, cái mén á. He'll be hard to replace around here. Bây giờ mình đang thiếu người. Rồi, về nhà mình đang thiếu người á, mình phải lấy thêm người nữa, đã chết chết hết hết một người rồi. As long as that plague heart is around, we can't really secure this place. Hai chết quỷ kia. Đụng được hay vậy. Do I really need to remind all of you that we're low on fuel? Để bốc khói nữa. Về nhà. Ai. Đã bao nhiêu khổ cực cũng về đến nhà rồi. Gotta be quieter. Chế thuốc. Chế thuốc trường sinh bất lão thôi. Thuốc. Chế thuốc. Uống. No more of that. Rồi, hết bệnh rồi. Chủ nhóm luôn. Rồi. Điều khiển con nhỏ này. Mình đợi khai đạn rồi đó. Rồi, ok. Thoát ra. Ai chết con tướng. Buồn hiu. Ồ, được hai chỗ nằm rồi. Ngon. Súng hết đạn nữa nè. Sửa chữa nhấn nút C. Mất 94 điểm để sửa chữa. Trời ơi mắc. Xong. Có thể gắn nòng nhắm. Chế tạo. Cái này đúng không? Cái này. Đây chế tạo bom mà. Chắc cấp 2 mới được. Từ từ. Gì đây? Tái chế. Tái chế. Rồi, up cấp 2 mới được. À, bị thương hết. Lương thực mỗi ngày trừ 1. Medic không bị trừ. Dầu mỗi ngày cộng 1. My brother worked as a cop in this town, but I haven't seen him since the outbreak. Thôi, xem nghỉ các bạn ơi. We could definitely dừng ở đây use more people with tactical training. See what you can find. À, chết. Chết khoảng 150 máu. Ồ, nào, nhỏ này còn nguyên đây cho mày.
150 mắt còn nguyên, chưa chết chưa chết. Cái nào màu vàng là nó khuyên mình up á. Nó khuyên mình up 150 mắt. Nó bị thương trầm trọng luôn. Bị thương hết. Cái này còn xin. Thuộc tính có gì ngon không? Chưa biết. Còn thuộc tính này có gì ngon? Cộng 2 giường ngủ. Nó này. Cộng 50% XP. Rồi. Đeo thôi. Kết thúc video.